của Anh chào các bạn đang dõi theo kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta trong chủ đề của video này của Anh hướng dẫn các bạn cách tạo ra năng lượng tốt đó chính là thiền nghiệp để gửi đến vũ trụ từ đó chúng ta có thể thu hút rất nhiều phước lành và may mắn và được sự trợ lực từ tất cả những nguồn lực trong vũ trụ này khiến tất cả những ước nguyện của chúng ta trở thành sự thật nghiệp chính là năng lượng mà chúng ta gửi đến vũ trụ và quay trở lại với chúng ta mỗi hành động đều chứa đựng nghiệp chứa nhất định và không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm soát được việc mình làm tốt nhất là luôn luôn nhận thức được ý định đằng sau hành động của chúng ta để tránh những hậu quả tiêu cực hoặc nghiệp xấu để có nghiệp tốt chúng ta có thể làm một số việc sau đây là những cách thu hút tiền nghiệp sẽ không chỉ khiến chúng ta cải thiện bản thân mình mà còn giúp chúng ta lưu tâm đến người khác. Thứ nhất, tập trung vào mục tiêu cuộc sống của bạn. Tập trung vào mục tiêu cuộc sống của bạn là một cách để thu hút người tốt. Khi bạn tập trung hơn vào các mục tiêu cuộc sống của mình, sự phân tâm sẽ có ít sức mạnh hơn đối với bạn. Bạn càng tập trung, bạn càng có nhiều khả năng thành công nhưng thỉnh thoảng bạn cũng cần phải nghỉ ngơi nó cho phép bạn thở và làm cho bạn sáng tạo hơn khi bạn quay lại với những gì bạn hiện đang làm có thể có một số trở ngại trong quá trình thực hiện nhưng chúng có nhiều khả năng thúc đẩy bạn làm những điều đúng đắn hơn thất bại dẫn đến những bài học giúp bạn cải thiện một số khía cạnh trong cuộc sống của mình thứ hai kết nối với thế giới bên trong và bên ngoài bạn khi bạn kết nối với thế giới bên trong và xung quanh mình bạn nhận thức rõ hơn về những gì đang xảy ra trong thời điểm hiện tại cứ đắm chìm trong quá khứ hoặc tương lai sẽ cướp đi thời gian quý báu của bạn trong khi tập trung vào mục tiêu dẫn bạn đến thành công trong tương lai sống trong thời điểm hiện tại giúp bạn nhận ra tiềm năng lớn nhất của mình ở hiện tại và sống cuộc sống tốt nhất của bạn cho phép bạn cảm thấy được kết nối và thu hút điều tốt đến với thế giới của bạn thứ ba chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì bạn đã làm chịu trách nhiệm cho những cam kết của bạn là một dấu hiệu của sự trưởng thành và có thể mang lại nghiệp tốt cho bạn có những lúc thất bại trong hành động của bạn là không thể tránh khỏi bạn luôn phát triển và phạm sai lầm là một phần của nó khi bạn nhận trách nhiệm về những sai lầm của mình bạn đang làm điều đúng đắn không phải ai cũng làm được điều này bằng cách khẳng định rằng sai lầm là của bạn bạn sẽ dễ dàng sửa chữa và tránh xa chúng hơn điều thứ tư phạm sai lầm có thể khiến bạn thất vọng về bản thân tuy nhiên nhìn rõ ràng sự thật đang diễn ra là một cách tuyệt vời để đạt được nghiệp tốt trong cuộc sống của bạn khi bạn có thể tự nhìn nhận về bản thân một cách bình tĩnh và thấu đáo vì một số sai lầm bạn sẽ dễ dàng nhận những lời chỉ trích từ người khác hơn thất bại là tiêu chí để bạn cải thiện bản thân nó cho bạn biết bạn cần phải thực hiện những cải tiến nào nếu có nhận xét tiêu cực từ người khác bạn không nên quá coi trọng chúng thay vào đó hãy học cách nhìn chân thật vào bản thân và chuẩn bị sẵn sàng thay đổi tốt hơn để tiến lên nó làm cho cuộc hành trình của bạn dễ dàng hơn một chút thứ năm hãy kiên nhẫn và khoan dung kiên nhẫn và khoan dung với bản thân mình và thế giới cũng giúp bạn đạt được nhiều tốt bởi vì không phải mọi thứ sẽ diễn ra theo cách bạn muốn có một số việc cần rất nhiều sự kiên nhẫn đặc biệt là thành công không phải lúc nào bạn cũng có thể có những gì bạn muốn tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết chờ đợi khi bạn kiên nhẫn chờ đợi bạn đã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo thứ sáu làm những việc thì nhỏ lòng tốt là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể nhìn thấy thực hành những hành động tử tế nhỏ đối với người khác và với chính mình khi bạn tử tế với chính mình người khác cũng cảm nhận được điều đó yêu bản thân trước là bước đầu tiên để yêu người khác tử tế với bản thân khiến bạn thành thật với người khác bạn có thể đánh lừa mọi người bằng một nụ cười giả tạo nhưng bạn không thể đánh lừa chính mình tử tế với bản thân có nghĩa là làm những điều có thể khiến bạn hạnh phúc bạn càng tốt với bản thân thì việc đối xử tử tế với người khác càng trở nên tự nhiên hơn thứ bảy hãy thoải mái và cởi mở để thay đổi khi chúng ta đã thiết kế hoàn hảo tương lai theo cách nó phù hợp với kế hoạch của chúng ta thì việc đương đầu với những thay đổi là điều khó khăn thay đổi không phải là những gì chúng ta đã quen thay đổi là lãnh thổ chưa được khám phá mà chúng ta thậm chí không muốn nhìn vào bởi vì tất cả chúng ta đều sợ những điều chưa biết. Tuy nhiên, chỉ bằng cách bước ra khỏi vùng an toàn của bạn, bạn mới có thể cảm thấy thoải mái với sự thay đổi. Chấp nhận thay đổi sẽ mang lại nhiều tốt cho bạn, vì nó giúp bạn mở mang đầu óc của mình và mở ra nhiều khả năng tốt hơn. Giống như một con bướm vừa chui ra khỏi kén, bạn chỉ có thể xẻ cánh sau khi trải qua nhiều biến động của cuộc đời. Hãy thử kết hợp những thực hành của anh vừa chia sẻ vào cuộc sống của bạn và xem nghiệp tốt có thể tuyệt vời như thế nào và để dễ dàng thu hút nghiệp tốt hơn nữa vào cuộc sống của chúng ta và nhận được sự trợ lực vô cùng mạnh mẽ từ vũ trụ bạn cần buông bỏ nhu cầu kiểm soát của bản ngã nhận ra rằng có một cách khác để tiến lên phía trước mà bản thân bị giới hạn chưa thể nhìn thấy có một phần hiểu biết của bạn có toàn bộ bức tranh biết con đường đến với mong muốn của bạn và quan trọng nhất nó chỉ đường nó biết tất cả các câu trả lời và giải pháp bạn tìm kiếm và con đường phù hợp để tiếp tục. Bạn biết khi nào mình lạc lõng, khi bắt đầu vượt lộn, cố gắng, phấn đấu và trở nên thất vọng và cảm thấy mình là nạn nhân của hoàn cảnh. Đó là khi bạn đã trao quyền kiểm soát cho bản ngã cao hơn. Để kết nối với bản ngã cao hơn và tiếp tục tiến lên, bạn cần từ bỏ quyền kiểm soát đó cũng như niềm tin của bạn về cách bạn nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra và xảy ra. Một khi bạn buông bỏ đó là khi mọi thứ bắt đầu diễn ra nhanh chóng những gì bạn tìm kiếm và mong muốn sẽ đến với bạn khi bạn buông bỏ sự đeo bám của bạn vào nó và ngay lập tức khi bạn làm điều này bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và trở nên thư thái hơn và cảm thấy như cuối cùng bạn có thể thở lại bạn sẽ ngay lập tức trở lại dòng chảy nơi bạn cảm thấy được hỗ trợ bình an và kết nối với bên trong bạn khi bạn buông bỏ bạn sẽ thả mình vào dòng chảy của cuộc sống và đó là lúc mọi thứ có thể diễn ra một cách tự nhiên và mọi thứ chỉ đột nhiên từ vào đúng vị trí mà bạn không cần phải đặt chúng vào vị trí điều quan trọng là phải hiểu rõ những gì bạn muốn và định hướng cuộc sống của bạn đó là nơi bạn muốn đến và hành động và làm những điều đưa bạn theo hướng đó vì vậy nó có thể là một thách thức để một số người kết hợp cả hai với nhau phần hành động và phần đầu hàng học cách tin tưởng là một phần quan trọng của quá trình này và khi bạn bắt đầu tin tưởng vào bản thân và sự hướng dẫn bên trong của mình bạn cũng sẽ có tình yêu và lòng trắc ẩn lớn hơn đối với bản thân không tin tưởng bản thân sẽ gây ra sự nghi ngờ bản thân và bạn nghĩ rằng mình đang làm sai điều gì đó và mọi thứ không diễn ra theo cách bạn muốn và sau đó bạn đang tự trách mình sự thiếu tự tin này khiến bạn không cho phép những phước lành được giao cho bạn đến với bạn bởi vì bạn luôn nghĩ rằng tất cả là do bạn rằng bạn phải làm tất cả một mình bạn không làm sai bất cứ điều gì bạn luôn xứng đáng bạn chỉ hơi trẻ thướng và đôi khi tất cả những gì cần thiết là một sự thay đổi nhỏ và bạn sẽ quay trở lại dòng chảy một lần nữa bạn cảm thấy được kết nối và được hướng dẫn hãy tôn trọng cảm xúc của bạn và yêu cầu sự hướng dẫn và bạn sẽ nhận được nó bạn có thể cảm nhận được bất cứ điều gì bạn đang cảm thấy chỉ cần đừng chìm đắm trong sự chán nản tức giận thất vọng bực bội, thiếu kiên nhẫn, thay vào đó hãy đầu hàng và đi vào bên trong và thực sự yên tĩnh ở lại đó một lúc và yêu cầu được đưa trở lại sự thật, trở lại hòa bình. Khi bạn mở lòng đón nhận dòng chảy, bạn mở lòng để cuộc sống tự do trôi chảy và không bị cản trở, và điều này không chỉ mang lại sự bình yên cho bạn mà còn cho tất cả những điều bạn đang tìm kiếm và mong muốn sự liên kết có thể biến đổi cuộc sống của bạn gần như ngay lập tức và bạn cũng sẽ nhận được các xác nhận từ vũ trụ ngay lập tức dưới dạng đồng bộ và các dấu hiệu khác rất nhiều thứ có thể đến với bạn khi bạn đầu hàng thực tế dành cho bạn thay vì cố gắng biến thực tế mà bản ngã của bạn nghĩ là dành cho bạn hãy buông xuôi mọi thứ ngay bây giờ và xem cách cuộc sống có thể làm cho bạn nhiều hơn những gì bạn có thể làm cho chính mình khi cuối cùng bạn đã thoát khỏi con đường chung khi bạn đầu hàng với dòng chảy bạn đang nói có với cuộc sống và đó là khi cuộc sống đột nhiên bắt đầu làm việc cho bạn thay vì chống lại bạn đầu hàng tinh thần không phải là thất bại đó là chiến thắng nó giải phóng bạn đầu hàng là dừng những gì bạn đang làm hãy dừng lại đừng làm bất cứ điều gì hít thở mở rộng bàn tay và trái tim của bạn và giải phóng mọi thứ và sau đó đi dạo hoặc làm điều gì đó mà bạn yêu thích đơn giản vậy thôi. Nhưng đó là điều khó nhất đối với hầu hết mọi người, vì chúng ta đã có điều kiện tin rằng cuộc sống là một cuộc đấu tranh và đấu tranh để sinh tồn. Vì vậy, chúng ta trở nên quá mất kết nối với sự hướng dẫn bên trong của mình. Đầu hàng, đưa bạn vào ngay sự kết nối thiêng liêng và khi ở đó, bạn sẽ bình yên và cảm giác như quay về nhà của chính mình, nơi bạn thuộc về. Vì vậy, chỉ cần dừng mọi thứ bạn đang làm và chỉ cần nói những điều như sau Tôi tin tưởng vũ trụ Vũ trụ luôn dẫn dắt tôi Đi đúng hướng Gặp đúng người vào đúng thời điểm Tôi biết ơn vũ trụ Tôi đón nhận tất cả sự chỉ dẫn từ vũ trụ Đó là tất cả những gì bạn phải làm Chỉ cần đầu hàng Và xem cuộc sống của bạn Từ sắp xếp lại Mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ bạn Để trở nên hài hòa, hoàn hảo Theo năng lượng của dòng chảy cuộc sống Thực sự của bạn Thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại